Đó là thịt bò xào ha các bạn, thịt bò nha. Bò xào với hũ quà đó, thịt bò à. Ở nhà ướp sẵn rồi. Nó bỏ vô xào luôn. Để ít hũ quà thôi, áo hết. Không xong hết rồi. Có hai người mà ăn không nguyên cái dãy này luôn. Đi chưa? À, may mắn 1, 2, 3. Cứ đi nói là à. Hôm qua nè, hôm qua chú bóng dánh luôn. Cái này đám dỗ bạo hay gì đó, sắc bóng dánh không hay gì. Thích bò. Đóng đó các bạn, cảo thịt bò luôn. Xin chào tạm biệt các bạn.